Rồi hello xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình lại là mình mình đánh túc đây. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một lúc like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn anh em nhận uh, 400 triệu cái đồng này có tên là Sandbox ART. Nó có chương trình Airdrop Drop này. Uh, như nó nói là khi anh em gọi làm nhiệm vụ chatbot thành công thì anh em sẽ nhận được 400 triệu cái đồng uh, Sanbox ART này nó có hiệu san uh, RT này thì tương với 20 đô và một rát anh em sẽ nhận được 100 triệu cái đồng uh, san book RT này tương với 5 đô để tham ra kèo này và dán này anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả này để làm nhiệm vụ chatbot này thì phần đa những cuộc kèo Aerobe chatbot đều là miễn phí hoàn toàn là miễn phí luôn rồi mình thấy kèo này khá là ngon anh kích vào đường link đường thì anh em mới sẽ tắt cho mình và hiện đang giao diện lên trên này sau đó thì anh em mới vào Aerobe cho mình nhé rồi tiếp sau đó thì bắt đầu nhập cấp tra Tuy nhiên thì cấp tra thì anh em sẽ nhập cấp tra và gửi đi 16 cộng 5 bằng 21 này Ờ anh em sẽ ghi 21 cho mình và gửi đi này Rồi tiếp sau đó thì hiện lên cái bảng như vậy à, Và cái nhiệm vụ Thứ tiên thì nó bắt anh em vào group được kích vào join group cho mình Được chưa Rồi đưa anh em giao diện này Rồi bắt đầu join này bắt xong thì tiếp tục là join trên new channel Rồi à, join này Tiếp sau đó thì nó bắt gọi là follow trên Ờ uh, uh, trên Twitter này và cũng như like rồi tít gắn ba người bạn à, bài đã ghim ok kênh kích vào cho mình open cho mình rồi đưa anh em lên giao diện của thằng Twitter để anh em theo dõi cho mình nè và tiếp sau đó đây anh em quay sang bot xem nó yêu cầu gì nè rồi, rồi tít để kích vào rồi, ok vậy là đưa anh em lên giao diện như vậy à, sản xuất của nó thì anh em sẽ à, thả nó có tim này anh tweet lại cho mình trích dẫn lại rồi em anh em sẽ gắn thêm bạn bè vào cho mình viết thêm bạn bè đấy rồi anh em sẽ tuyết lại cho mình rồi tiếp sau đó thì anh em sẽ tiếp tục quay sang chatbot tiếp này rồi anh em sẽ ấn vào xem cho mình rồi anh em sẽ ấn nó hỏi anh em đã like được kia bao lâu chưa thì anh em muốn like cho mình nhé rồi nó bắt anh em nhập cái Twitter anh quay xin Twitter cho mình rồi anh em quay sang Twitter thì cái phần à, uh, ảnh diện của anh em này, đây là cái username của anh em. 8385331 Ok, đấy, anh em sẽ nhập username của anh em vào đấy. Tục này. 8385 8 8385. Ok ạ dạ. Rồi anh sẽ ấn gửi đi này. À, sau đó thì nó nó hỏi anh em đã join chưa? Nếu mà join rồi thì anh em có thể ấn like này. Rồi cái uh, nút đầu mình đã hướng dẫn rồi, lệch này. Rồi sau đó cái địa chỉ web 20 smart trên. Anh quay sang ví trước của MetaMask anh em lấy nhá. MetaMask thì anh em phải tích hợp mạng BSC được chưa? Rồi, uh, mình sẽ vào ví trước của mình. Rồi, đây là ví trước của mình đây. Thì anh em kích vào smart trên cho mình này, sau đó thì anh em sao chép cho mình nè Ok chứ? Rồi sau đó thì anh em tiếp tục là quay sang uh, anh em gửi cái địa chỉ ví khi mà vô token vô token về cho anh em anh em hiểu rõ không ạ rồi giá mà gửi thôi rồi anh em có thể ấn vào my cho mình mi rồi nó đã ghi nhận và số token này và địa chỉ ví của mình bây giờ 400 triệu cái đồng sandbox rt và đây là đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái token này đấy anh em cứ gọi là đăng ký kênh của mình khi kèo nó thông báo như nào thì nó trả như nào mình sẽ thông báo anh em sau. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.